Vâng, xin chào tất cả quý anh chị đã quay trở lại với kênh Sành Đồ Xì. Quý anh chị thân mến, vậy là một mùa hè sôi động thật sự đã bắt đầu rồi. Welcome Summer. Thì hôm nay thì Sành Đồ Xì sẽ lại gửi cho quý anh chị là rất nhiều những cái sản phẩm quần short, bao gồm là short thể thao cũng như là short kaki, túi hộp khác nhau. Và trong clip trong cái dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 này thì Sành Đồ Xì sẽ khuyến mại với chương trình, đó là khi chúng ta mua từ 2 sản phẩm trở lên thì Sành Đồ Xì sẽ tặng ngẫu nhiên một cái sản phẩm bên này. Anh chị nào chúng ta thích thì chúng ta cứ lựa thoải mái nhé, nhanh chân thì được mà chậm chân thì thôi. Chúng ta sẽ đồng giá mức giá là 150k và free ship từ 2 sản phẩm trở lên. Ưu tiên cho quý anh chị là chúng ta sẽ lựa chọn nhiều hơn một sản phẩm nhé. Tại vì nếu mà anh chị lựa chọn nhiều hơn một sản phẩm thì thứ nhất là Sành Đồ Xì cũng bỏ công để gửi, và thứ hai anh chị chúng ta đỡ phải mua đi mua lại nhiều lần. Sành Đồ Xì thì có chương trình đó là hỗ trợ đổi trả cho quý anh chị trong trường hợp là quý anh chị chúng ta không vừa sai, và quý anh chị khi mà nhận hàng thì vui lòng kiểm tra kỹ cho Sành Đồ Xì. Trường hợp chúng ta không ưng ý thì hoàn lại giúp Sành Đồ Xì và chúng ta thanh toán tiền ship giúp Sành Đồ Xì ạ. Để chốt đơn và đặt hàng thì quý anh chị liên hệ với Sành Đồ Xì qua số điện thoại hoặc là Zalo 0337707398, sẽ có bạn Linh ở bên đấy túc trực và hỗ trợ anh chị chúng ta đặt hàng. Chúng ta sẽ bắt đầu vào clip luôn. Và như anh chị để ý rằng là bên cạnh em Sành Đồ Xì đây thì sẽ có một cái bảng thông tin, và trong cái bảng thông tin này sẽ bao gồm tất tần tật những thông tin cần thiết để anh chị chúng ta lựa được một chiếc quần short phù hợp với chính bản thân mình, đã bao gồm thông số ở bên này hết rồi. Anh chị để ý rằng là cái dòng chữ ở cuối cùng đó chính là mức giá chúng ta phải trả. Và nếu mà cần hỗ trợ thì thêm anh chị cứ liên hệ với Zalo hoặc số điện thoại 0377707398 nhé. Và clip luôn, chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên. Đây là một chiếc quần đến từ thương hiệu là GFP. Con này thì sản xuất và gia công tại Indonesia. Anh chị hỏi là tại sao em Sành biết nhiều thế thì nó ghi hết ở trên này rồi. Hàng hóa có sao thì em Sành sẽ cố gắng truyền đạt để anh chị là y như vậy, cho anh chị cảm giác là chúng ta mua hàng ở nhà nhưng mà sống động như chúng ta đang ở shop vậy luôn á. Đây là mã B415. Với chiếc quần này bụng sẽ là 86 và tương đương với size 33. Anh chị nào chúng ta mặc tầm size 32, 33, 34 có thể mặc ok con này nhé, tại vì nó có chun và có cả dây ở đây. Chiều dài chiếc này sẽ là 48, ống chiếc này sẽ là 29 anh chị nhé. Và đây sẽ là một chiếc quần theo kiểu dạng là kaki nhưng mà chất của nó rất là thể thao, có một cái độ co giãn nhất định, và con này thì màu cũng rất là đẹp. Đằng sau thì có một túi và đằng trước thì có hai cái túi bên này, rất là ok cho anh chị nào mặc vừa size 32, 33 và 34. Sản phẩm tiếp theo anh chị không nên bỏ qua đó, chúng ta sẽ có một cái sản phẩm đến từ thương hiệu Wrangler đây. Anh chị nào chúng ta chơi đồ jean Mỹ nhiều rồi thì sẽ biết cái đến cái thương hiệu này. Màu con này cũng rất là nhã nhặn, phù hợp với đại đa số những anh chị nào mà chúng ta thích cái phong cách kiểu kiểu kẻ như thế này. Đó, cúc kia các thứ của Wrangler này, cúc dập quần các thứ này, rất là đẹp luôn. Con này còn rất là mới luôn ạ. Với chiếc này chúng ta sẽ có mã B416. Con quần này chúng ta bụng sẽ là 82, tương đương với anh chị nào chúng ta mặc vừa size 31 nhé. Em Sành thấy rằng là size anh chị nào chúng ta size 30, 31, 32 đều có thể mặc vừa ok con này. Nhưng mà 31 thì nó sẽ là đẹp nhất. Chiều dài chiếc này sẽ là 61 và ống chiếc là 23 anh chị ạ. Và chất liệu của con này thì đây sẽ là cái dòng chất kaki không cò giãn anh chị nhé. Màu con này rất đẹp, chúng ta cùng nhau xem lại một qua một chút nhé. Sản phẩm tiếp theo thì Sành Đồ Xì sẽ gửi cho quý anh chị đó chính là mã B417. Với mã B417 thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một con của thương hiệu gì đây. Con này thì em Sành cũng mới lần đầu gặp thôi. Có sao thì cũng nói vậy, là mới lần đặt hàng. Nhưng mà khi lựa hàng thì em Sành thấy con này thật sự rất là đẹp này anh chị này, cực kỳ đẹp luôn. Thứ nhất là những cái thiết kế của họ rất là hay, và thứ hai con này còn rất là mới, màu cũng rất là mùa hè luôn, có cả thêm phần dây ở đây nữa. Đây sẽ là mã B417. Với chiếc quần này bụng sẽ từ là 72 cho đến 110. Cái này là chun anh chị nhé, nên là gần như ai cũng mặc vừa. Chiều dài chiếc này sẽ là 45, ống sẽ là 27. Đó, anh chị nào chúng ta ok thì chốt con này với em Sành Đồ Xì nhé. 150k bao ship từ 2 sản phẩm trở lên, và khi mua từ 2 sản phẩm trở lên anh chị chúng ta sẽ được tặng bất cứ một cái sản phẩm nào bên này, anh chị cứ lựa chọn thoải mái. Nhanh chân thì được, chậm chân thì anh chị đợi những clip sau để chúng ta tặng ạ. Tiếp theo sẽ là mã B418, chúng ta sẽ cùng nhau đến với thương hiệu ạ. H và M quen thuộc đây anh chị ơi, H và M quen thuộc nhá. Với chiếc này thì chúng ta, anh chị đã nhìn kỹ thương hiệu này rồi và chắc chắn là anh chị biết rất nhiều về thương hiệu này. Với anh chị nào chúng ta thường xuyên đi Vimcom chơi thì không còn lạ lẫm gì nữa. Với chiếc này chúng ta sẽ có hai túi đằng sau, và chất con này sẽ là chất kaki với cái dòng chất đó là chất co giãn, tương đối tốt thôi anh chị ạ. Đây sẽ là mã B418. Với chiếc quần này là bụng sẽ từ bụng chun từ 76 cho đến 92,
Con này thì ở bên trong này cũng có cái phần dây anh chị nhé, có phần dây nữa. Và con này thì anh chị nào chúng ta mặc từ size 28 cho 36 thì đều có thể mặc vừa. Bụng sẽ từ 76 cho 92. Chiều dài chiếc này sẽ là 51, ống chiếc này sẽ là 24 nhé. Riêng quần short thì sẽ rất là dễ lựa, tại vì thường thường sẽ là chuột chuột. Chiếc nào mà làm theo chất lượng kaki hoặc là jean mà là có cái phần bụng cố định kiểu như chiếc này thì Sài Gòn Si sẽ tư vấn rất kỹ cho anh chị này. Sản phẩm tiếp theo chúng ta sẽ là mã B419 với chiếc quần này bụng sẽ là 78. Anh chị nào mặc size 28, 29, 30 có thể mặc ok chiếc này nhé. Chiều dài chiếc này sẽ là 49, ống sẽ là 23. Anh chị rất là thông cảm, tại vì em Sành Đồ Thi có khá là nhiều những sản phẩm này nên là sẽ nói nhanh hơn một chút, nên là anh chị hết sức thông cảm nhé. Chiếc này thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với GGD này. Đây là một thương hiệu đến từ Hàn Quốc. Con này cũng sản xuất và gia công tại Hàn Quốc luôn, Made in Korea này. Với chiếc này thì chúng ta sẽ có cái dòng chất kaki anh chị nhé. Chất kaki và có cái độ co giãn ok, thoải mái. Màu cũng rất là đẹp. Và phong cách trẻ trung khi mà họ làm cái đoạn gấu gập như thế này này. Gấu gập rất là đẹp luôn. Con này còn rất là mới. Size 28, 29, 30 anh chị sẽ mặc ok chiếc này nhá. Thông tin thì Sành Đồ Si để hết sang bên này rồi. Anh chị có thể lựa từ hai sản phẩm trở lên cho bản thân nhá. Thêm một sản phẩm kẻ nữa, nếu lúc nay anh chị nào bỏ qua cái sản phẩm Wangler chốt muộn thì chốt chậm thì có thể là sang cái sản phẩm này. Nó cũng rất là giống cái sản phẩm lúc nãy thôi, chỉ tiếc là con này không phải Wangler. Chúng ta sẽ cùng nhau mở nắp ở bên trong để xem là con quần này là đến từ thương hiệu nào. Và cũng không để anh chị chúng ta phải đợi lâu thì đây chúng ta sẽ có một con Uniqlo luôn. Uniqlo là một thương hiệu của Nhật Bản và gần như là nhà máy sản xuất của Uniqlo thì đặt tại Việt Nam rất là nhiều. Chính vì thế nên là anh chị nào chúng ta nếu thấy những sản phẩm chính hãng của Uniqlo mà mất đi Việt Nam thì anh chị cũng chúng ta đừng bỏ qua, tại vì chất lượng của nó cũng chỉ tương đương ngang nhau thôi. Với chiếc này thì chúng ta sẽ có mã B420 với chiếc quần này bụng là 83. Anh chị nào mặc size 32, 33 thì có thể mặc ok chiếc này. 31 thì anh chị đeo thắt lưng nhé. Đằng sau thì sẽ có hai chiếc túi, một túi thì sẽ có cúc, còn một túi thì không có cúc anh chị nhé. Với sản phẩm này thì chúng ta sẽ có các dòng kaki đó là không có giãn, con này còn rất là mới luôn. Chiều dài chiếc này sẽ là 56, ống sẽ là 24 anh chị nhé. Con này đẹp không ạ? Rất là đẹp luôn, màu cực kỳ nhã nhặn. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với một sản phẩm khác của Nike này anh chị này. Có một sản phẩm khác của thương hiệu Nike đây. Con này là chất thể thao. Đánh giá qua một chút thì em Sành thấy rằng là con này còn độ mới của nó. Bên ngoài hình thức này còn rất là đẹp. Túi thì họ sẽ làm túi kiểu như này anh chị ạ. Nike thì chắc chắn luôn rồi, họ sẽ làm những sản phẩm rất là chất lượng. Anh chị có thể quan sát kỹ nhé. Còn mặt bên trong đây rất là mới luôn ạ. Con này siêu mới. Chỉ tiếc là cái đoạn chun ở đây em Sành cảm giác nó hơi dão một chút. Con này là thuộc cái giống là Nike Terrific. Chiếc này sẽ là mã B421 anh chị nhá. Đây sẽ là một chiếc quần size từ 30 cho 39, bụng sẽ là từ 80 cho đến 98. Ưu tiên anh chị nào mặc từ size 30 đổ lên có thể mặc ok cái sản phẩm này. Chiều dài chiếc này sẽ là 65, ống sẽ là 22 anh chị nhá. Và những cái con Nike Terrific này thì nó sẽ có một cái độ co giãn của thể thao. Sản phẩm tiếp theo thì chúng ta cùng nhau đến với mã B422. Mã B422 của chúng ta sẽ là một chiếc quần rất là đẹp đây anh chị này. Con này thì em Sành nhớ khá là kỹ là tại vì con này em Sành lựa. Con này ban đầu tiên thì khi mà em Sành lựa thì thấy rằng là con này nó không có thương hiệu. Con này kiểu một con hàng no brand. Con này sản xuất gia công Trung Quốc. Nhưng mà lại thấy cái cách họ làm đẹp quá. Chất lượng kaki của con này cũng rất là tốt. Thứ nhất là họ làm theo kiểu dạng cargo pant, tức là mấy con quần nó được may kiểu như này anh chị. Nó may rất là độc đáo luôn. Hàng si, hàng thùng thì mới hay bắt gặp những kiểu như này. Đây, túi họ làm khá là vuông vắn này. Chất liệu kaki con này cũng rất là đẹp. Và cúc họ làm thì cũng rất là xịn luôn anh chị. Nhưng mà con này lại là không có brand nào cả. Đằng sau có hai túi nữa. Đây sẽ là mã B422 với chiếc quần này là size 30, tương đương với bụng là 80 anh chị nhé. Chiều dài là 56, ống là 24. Bác nào mặc vừa size 30 thì đóng con này ngay cho em. Con này rất là đẹp luôn đấy. Con này siêu đẹp luôn. Cách thiết kế của họ rất là độc đáo. Sản phẩm tiếp theo thì chúng ta cùng nhau đến với một con màu giản dị. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy rằng là con màu giản dị này nó cũng chỉ bình thường thôi. Con này là chất kaki. Và đây cũng là một chiếc quần mà em Sành cũng không tìm thấy thương hiệu, tại nó cũng khá là no brand. Nhưng mà thấy con này có nhiều những cái thiết kế nó khá là vintage nên là Sành Đồ Si đã để vào trong cái bộ sưu tập này cho anh chị này. Mặt đằng sau thì chúng ta sẽ có cái đoạn này anh chị nhá. Cái này em Sành quên mất gọi là cái gì rồi, nhưng mà rất là hay thấy trong những cái sản phẩm vintage. Con này thoạt qua thì cũng không gì quá là nổi bật ngoại trừ cái chi tiết này. Đây là một chi tiết mà em Sành đấy đó là kéo cả con quần này lên luôn đấy. Với chiếc này chúng ta sẽ có mã B423
với chiếc quần này bụng là 82 tương đương với size 31. Anh chị nào chúng ta trong khoảng là size 30, 31, 32 có thể mặc ok chiếc này. Chiều dài chiếc này sẽ là 76, ống chiếc này sẽ là 20 nha. Con này độ mới của nó cũng rất là cao, anh chị nhìn qua là thấy. Và màu bên ngoài của nó thì sẽ đậm hơn một chút so với màu trên clip nhé. Tiếp tục thì chúng ta cùng nhau đến với một chiếc khác, một chiếc quần khác, con này thì hơi hoa một tí này anh chị này. Với chiếc này chúng ta sẽ cùng nhau đến với mã B424. Con quần này của chúng ta cũng là bụng là 82. Nếu mà anh chị thích thì có thể mua hai con lúc nãy với con lúc này size 31 là ok. Con này bụng sẽ là 82 nhé, chiều dài là 78 và ống sẽ là 18. Con này thì chất của nó sẽ là chất đũi và đến từ thương hiệu Black Number. Black Number anh chị cũng đã gặp rất nhiều, đây là một thương hiệu của Nhật Bản. Họ luôn sản xuất cái số lượng là hàng limited, tức là cái số lượng hàng không quá nhiều. Họ chỉ giới hạn một cái mức nhất định thôi. Anh chị chúng ta để gần hơn sẽ thấy rằng là đây là một con quần hoa thật. Đây là một con quần hoa, nhìn cũng rất đẹp và chất con này sẽ là chất đũi nhá. Chất con này sẽ là chất đũi. Và cái chất đũi thì mặc cái mùa hè này thì rất là thoải mái rồi. Anh chị chúng ta có thể khéo lựa thì lựa chiếc này. Mã B425 của chúng ta thì cũng là một chiếc quần kẹ. Và con này cái màu, tông màu của nó có vẻ là tối hơn. Ở mặt bên trong thì cũng sẽ có dây nha anh chị nhé. Mặt bên trong cũng sẽ có hai cái dây như thế này. Sành Doxy rất là thích những cái thiết kế mà có dây bên trong. Dù là kaki đi chăng nữa thì vẫn rất là thích. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến với chiếc quần này đến từ thương hiệu là Uniqlo. Uniqlo anh chị ạ, Sành Doxy cam kết rằng những sản phẩm bán cho anh chị thì đều là hàng chính hãng nhé. Đây là mã B425 với con quần này bụng sẽ là 84, tương đương với size 32 nhé. Chiều dài chiếc này sẽ là 59 và ống chiếc này sẽ là 26. Con này rất là đẹp và nhã nhặn. Bác nào chúng ta thích cái kiểu tông màu tối tối như thế này thì ưu tiên lựa con này nhé. Quá đẹp luôn. Sản phẩm tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái chiếc khác đến từ thương hiệu Champion. Thương hiệu Champion này thì đây gần như là thương hiệu có nhiều bằng sáng chế nhất trong những thương hiệu mà Sành Doxy biết. Anh chị biết rằng là Champion đã thống trị ở NBA những năm 90 gần như là Champion hết. Và trước đó từ những năm sau Thế chiến thứ 2 thì gần như thương hiệu Champion họ lao đầu vào cái nhánh thể thao. Đấy gọi là một cái thời kỳ hoàng kim của Champion luôn đấy. Có rất nhiều bằng sáng chế. Nào là chiếc áo bra đầu tiên này, nào là công nghệ dệt vải ngược này, rất nhiều luôn. Và ở dưới này chúng ta sẽ có một cái dòng chữ, đó là một cái dòng chữ kiểu như này. Em Sành thì cũng không rõ nguồn gốc của con này lắm, chỉ biết rằng là đây là một con áo Champion, một con quần Champion chính hãng thôi. Với chiếc này thì chúng ta sẽ có mã B426. Với chiếc quần này là bụng chun sẽ từ là 70 cho đến 100. Chiều dài chiếc này 54 và ống là 27. Và con này chúng ta cũng sẽ có phần dây thắt ở bên trong đấy nhé. Có thêm phần dây thắt ở bên trong nữa anh chị ạ. Đây, con này bị rơi cái tag rồi, Sành Doxy sẽ gắn lại lên trên này. Đó, con này thì quá là ok luôn rồi. Anh chị nào thích Champion, thích thể thao thì có thể lựa con này nhé. Sản phẩm tiếp theo, để cho anh chị đã chờ hơi lâu rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đến với con này của thương Fila nào anh chị ơi. Thương hiệu con này của thương Fila nhá. Anh chị nào mà chúng ta biết thương hiệu Ý nhiều thì sẽ thấy rằng là đây một con đựng Fila rất là đẹp. Màu cũng đẹp luôn cơ. Fila. Đây, có dòng chữ Fila ở đây. Với con này thì em Sành đánh giá rằng là đây là một chiếc quần kaki màu rất là đẹp. Nhã nhặn. Màu con này là màu hơi sữa một tí, nhã nhặn. Đây sẽ là mã B427. Con quần này chúng ta bụng sẽ từ là size 29 cho đến size 32 nhé. Nó sẽ có một cái đoạn chun ở đoạn bên này. Nói chung mấy thương hiệu này thì nó sẽ mang một vài những cái dáng rất thể thao, nên là chúng ta có thể lựa mấy con này rất là tốt. Từng cái đinh khuy ở trên con này sẽ có cái dòng chữ F nhé, tức là viết tắt của dòng chữ Fila anh chị. Đây sẽ là mã B427. Bụng con này sẽ từ 78 cho đến 84. Chiều dài sẽ là 56 và ống sẽ là 25. Quá đẹp cho một chiếc Fila. Và giá của nó cũng 150k, chưa bao gồm phí ship. Sẽ được free ship từ hai sản phẩm trở lên anh chị nhé. Anh chị chúng ta phải lựa thêm nhiều sản phẩm cho bản thân mình, tại vì rất nhiều hàng đẹp. Và giá thì Sành Doxy cũng khá là đảm bảo rằng là cũng rất là ít người dám bán cái giá này cho anh chị. Khi mà Sành Doxy nghĩ đi nghĩ lại thì thấy rằng là nếu mà mình phục vụ được mọi người nhiều hơn, tốt hơn ở khoảng giá thấp hơn thì rõ ràng là mình sẽ chiếm được một cái thiện cảm nào đó nhất định. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một con của Lakeland này anh chị này. Một con của Lakeland. Cái này làm cao su anh chị nhá, sờ vào là biết. Lakeland này thì cũng là một thương hiệu rất là lớn rồi. Đợt mùa đông vừa rồi mà anh chị mua sắm tại nhà Sành Doxy của áo trần bông áo khoác các thứ nhiều thì sẽ biết đến thương hiệu này. Với con quần này chúng ta sẽ có mã B428 với
size 33 cho đến size 39 có phần chun này. Họ làm ở bên ngoài rất là kaki, nhưng mà ở mép này họ để phần chun đây. Đây, mà đằng sau cũng rất là kaki, nhưng mà lại để ở phần chun ở đây, nên mặc sẽ rất là thoải mái. Con này thì còn rất là mới, màu cũng rất là đẹp. Đằng sau thì có hai túi. Và đây sẽ là quần bụng từ 86 cho đến 92. Bác nào mặc size 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 thì lựa chiếc này nhá. Chiều dài chiếc này sẽ là 56, ống sẽ là 30. Màu rất đẹp luôn. Chất liệu của con này thì cùng nhau chúng ta xem. Đây là con này có cái độ co giãn một chút. Nói chung là tạo cho cảm giác các bác là mặc thoải mái. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với một thương hiệu mà Sành Đồ Xì cũng mới gặp lần đầu luôn. Xin lỗi các bác, không phải mới gặp lần đầu. Đó là một con quần đến từ thương hiệu Fila. Con này của Fila đẹp quá. Đây, trên mỗi cái con cá heo ở đây thì có cái dòng chữ Fila nhỏ nhỏ này. Các bác nếu mà bác nào tinh ý thì sẽ nhìn thấy. Con này quá đẹp luôn, rất là đẹp. Ở đây thì họ làm thêm cái phần chun ở đây, chun dây ở đây nữa các bác ạ. Đây, có phần chun dây ở đây nữa. Về bác nào thích thì chiêm nghiệm. Đó, còn đằng sau thì họ sẽ có một cái miếng như này. Bác nào đi thích mùa hè đi biển các thứ thì mặc con này nhá. Quá đẹp luôn. Đây sẽ là mã B429. Với con quần này ai cũng mặc được, bụng từ 70 cho đến 100. Chiều dài chiếc này sẽ là 53, ống là 24. Quá là dễ mặc. Bác nào chốt đơn nhanh thì liên hệ với em ngay và luôn. Zalo 0337707398 các bác nhá. Không là bị hết những cái món hàng kiểu như này là rất là tiếc luôn. Tiếp theo thì một cái sản phẩm khác, chúng ta cùng nhau đến với một con của Bi này. Đây, con này không phải Golden Bee nhá, con này là Bee hoang dã luôn này anh chị này. Con này là Bee hoang dã luôn nhá. Với chiếc này thì mặt đằng sau đây, con này rất là đẹp luôn đấy. Con này rất là đẹp. Những cái chỉ nổ như thế này Sành Đồ Xì đánh giá rất là cao. Đó, đánh giá rất là cao thiết kế kiểu này. Không biết là tại vì mình thích, mình nghiện cái kiểu chỉ nổ này hay là như nào thì cũng không biết luôn. Nhưng mà mấy con Bee này rất là đẹp. Con này thì là một con hàng Nhật các bác nhá, một con hàng Nhật, trên là họ đánh là giá là size L này. Nhưng mà Sành Đồ Xì sẽ cung cấp thông tin cho anh chị. Khóa thì họ sẽ làm khóa kiểu khóa có dây kéo này nhá. Đây sẽ là mã B430, với quần này bụng sẽ từ 74 cho đến 96, gần như ai cũng mặc được vừa được. Chiều dài chiếc này sẽ là 51, ống chiếc này sẽ là 48 anh chị nhá. Quá đẹp cho một con quần đấy thì hộ bình. Con này đẹp, họ rất là đẹp luôn đấy. Thể thao. Sản phẩm tiếp theo thì chúng ta cùng nhau đến với một sản phẩm gọi là sản phẩm túi hộp đi. Chúng ta sẽ có một con của Nike ACG này. Nike ACG này thì chắc là anh chị chúng ta cũng biết rất là nhiều rồi. Con này thì được sản xuất và gia công tại Sri Lanka. Sri Lanka thì anh chị nào mà chúng ta thường xuyên xem địa lý hoặc là xem một vài những cái chương trình trên YouTube thì sẽ thấy rằng là Sri Lanka này họ có một cái kỳ quan thứ 8 của thế giới, tức là có một cái hòn đá to và ở trên đấy thì ngày xưa là có một cái di tích ở trên đấy, đó là ngày xưa vua chúa ở trên đấy. Anh chị nào mà chúng ta hay xem về khám phá thế giới thì sẽ biết là Sri Lanka này có rất nhiều những cái hay ho. Với chiếc quần này của thương hiệu Nike ACG thì hàng của ACG luôn luôn là những cái hàng chất lượng rồi. Sành Đồ Xì sẽ không nói gì thêm. Con này sẽ là túi hộp nhá. Bác nào ưng ý thì chốt ngay con này cho em. Thích cái kiểu họ làm cái khóa như thế này này anh chị này, rất là hay. Và cái này họ làm cao su nhá. Đấy, ok mà. Với chiếc này chúng ta sẽ cùng nhau đến với mã B431. Với quần này bụng sẽ từ là 33 cho đến 37, tương đương với bụng là từ 86 cho đến 94. Chiều dài chiếc này 72, ống sẽ là 25 anh chị nhá. Con này rất là đẹp, rất là ngon. Nike ACG. Anh chị nào chúng ta thích thì ưng thì chốt ngay cho em. Sản phẩm tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với một con của Tổng Thuốc, hay còn gọi là Troy Pro. Thì với con này của Troy Pro thì Sành Đồ Xì cũng rất là thích cái phần họ làm phần thắt lưng này, khi họ làm kẻ kiểu như này. Đằng sau thì sẽ có một cái tag của Troy Pro. Và con này nhìn nó rất là lịch sự anh chị, nhìn rất là lịch sự luôn. Với chiếc này chúng ta sẽ có mã B432. Với chiếc quần này size sẽ từ 29 cho đến 33 nhé. Chiều dài chiếc này sẽ là 58, ống sẽ là 28. Bụng con này sẽ từ 78 cho đến 86. Nói chung những thông tin này thì có hết ở trên bảng bên cạnh này rồi. Và con này là rất là đẹp này anh chị này. Con này cái cách họ làm Sành Đồ Xì cảm giác đánh giá rất là cao. Rất là cao, rất là lịch sự. Sản phẩm tiếp theo chúng ta sẽ có một cái màu mà Sành Đồ Xì gọi là cái màu ưng ý của mình. Màu này rất là đẹp anh chị, màu xanh nhạt kiểu như này rất là đẹp luôn. Với chiếc quần này thì khả năng là nó sẽ đến từ thương hiệu Uniqlo. Ui, chính xác. Với một người cầm hàng quá nhiều thì con này thì đúng là của Uniqlo rồi. Nhìn phát cái kiểu Uniqlo là biết. Uniqlo nói chung là nó thuộc cái dòng là lifestyle, kiểu như là
cuộc sống, quần áo cho cuộc sống hàng ngày ấy, nên là đồ họ dễ mặc. Đằng sau thì có thêm hai cúc nhá. Sành đồ si thì hơi lười nên là đã không cài cái cúc này vào để nguyên hiện trạng cho anh chị. Vì anh chị thích thì chúng ta bỏ cái ví vào đây, xong rồi chúng ta cài lại cái cúc này vào nhá. Đừng như em Sành đã rơi giấy tờ rất là nhiều rồi, quá là ẩu luôn. Với chiếc này thì chúng ta sẽ đến với mã B433. Với con quần này bụng sẽ là 86, tương đương size 33. Chiều dài sẽ này, chiếc này sẽ là 54 và ống là 26 nhá. Con này là chất kaki, xem nào, nó có co giãn không? À, nó cũng không co giãn anh chị ạ, không co giãn. Nhưng mà màu con này đẹp quá, màu ưng không? Màu rất là ưng luôn ấy. Cái màu này mặc với cái gì cũng đẹp luôn. Mặc với áo đen, quần đen, áo trắng, quần trắng đều đẹp hết. Sản phẩm tiếp theo sẽ là mã B434. Và không để anh chị thất vọng thì chúng ta cùng nhau đến với một trong những cái thương hiệu rất là đắt và khó tìm. Đó là có một con của Patagonia này. Con này thì được sản xuất gia công tại Việt Nam nhá. Bác nào hơi xính ngoại một chút, tức là không thích cái hàng của Việt Nam thì chúng ta có thể lựa qua hàng khác nhá. Patagonia thì nói chung thương hiệu này quá nổi tiếng rồi, chuyên gia về sinh tồn luôn rồi. Con này thì chất rất là đẹp nhá. Chất con này là cái chất kiểu dạng là chất nylon này, nhưng mà lại có thêm cái một cái độ co giãn nhất định nữa. Con này màu đẹp hộ, ui siêu đẹp luôn đấy. Con này không mua phít. Đây là mã B434. Con quần này chúng ta sẽ là size 33 nhé, bụng là 86. Chiều dài chiếc này 51 và ống chiếc này sẽ là 28. Trên này thì có dòng chữ Patagonia luôn. Và cúc của họ thì họ sẽ dùng cái cúc kiểu như này. Đó. Bác nào mua con này đi, mua con này đi. Khuyên thật, mua một con thì chỉ mua con này thôi. Mã B435 của chúng ta thì sẽ cùng nhau đến với một thương hiệu khá là quen thuộc. Đó chính là thương hiệu gì đây quý bác quý anh chị? Em Sành vẫn chưa tìm thấy thương hiệu này luôn. À, con này thì không quen lắm. Một con của Aqua Blue này. Aqua Blue truyền cái dòng đi biển này. Với con này thì màu thứ nhất là con này là màu Travis Scott, màu trà vịnh. Hay nói chính xác hơn là con này màu nâu. Con này bụng sẽ từ là 66 cho 86. Bác nào mặc dưới size 33 có thể mặc ok. Chiều dài 53, ống chiếc này sẽ là 30 nhé. Con này thì đơn giản dễ mặc thôi. Màu cũng khá là trầm. Sản phẩm tiếp theo các bác ơi, sản phẩm tiếp theo luôn nhá. Nếu bác nào cảm thấy Sành đồ si nói nhanh quá thì các bác có thể là tua chậm lại để chúng ta nghe rõ hơn nhé. Số lượng hàng hóa khá là nhiều nên là buộc Sành đồ si phải sốc lên một cái tinh thần là hãy nói nhanh lên và nói to ra. Sản phẩm tiếp theo chúng ta cùng nhau đến với một con của Outdoor nhá. Có đến một con của Outdoor Product này. Con này thì có một cái đặc điểm đó là nó có một cái túi ở đây. Có một cái túi ở đây. Không biết là cái túi này có công dụng gì không, nhưng mà Sạch Đồ Si thấy là cái túi này nó còn rất là lành lặn và còn rất là bền đấy. Cái bọn Outdoor nó làm đồ bền lắm. Ở bên dưới này có thêm phần dây này nữa. Đúng kiểu dạng là chắc là bác nào chuyên dòng này thì mới hiểu được những cái túi này để làm gì. Khá nhiều túi các bạn. Đây con này cũng một cúc này. Với con này chúng ta sẽ có mã B435. Với con quần này bụng sẽ 66 cho đến 88 nhé. Dưới size 34 có thể mặc ok các bác ạ. Chiều dài chiếc này sẽ là 66, ống chiếc này sẽ là 23. Con này thì màu cũng rất là nhã, đơn không phải nhã nhặn mà con này gọi là cái màu quốc dân luôn rồi. Màu này là màu quốc dân theo trong cái số là quần short luôn rồi. Không biết chỗ các bác nào chứ chỗ em ấy thì mấy con quần này thì bố em hay gọi là đây là quần ngố. Đây là quần ngố chứ không phải là quần short, nhưng mình gọi là gọi quần short cho nó kiểu nghe nó tơi tơi mà nghe nó gọi. Nhưng mà phải công nhận thật là con này đẹp, rất là đẹp luôn đấy. Kappa, ui con này đẹp quá. Nhìn qua là đã ưng muốn chốt luôn rồi. Sản phẩm tiếp theo cùng nhau đến với một con hàng đũi nữa nhá. Một con hàng chất đũi nữa. Thêm một con của Back Number nữa. Nói chung là Back Number bọn này của Nhật Bản thì thích làm cái số lượng giới hạn nên là bọn nó hay làm nhiều con quần áo dị lắm. Chất cũng rất là dị. Con này mặc mùa hè thích này. Con này có thêm dây chun nữa các bác nhá. Có thêm hai cái chun lên nữa nhá. Đây sẽ là mã B439. Con quần này bụng sẽ là 84, size 32. Chiều dài chiếc này là 59, ống chiếc này là 21. Nói chung bác là bình thường hay mặc size M thì mặc con này đẹp ok. Đấy, rất là đẹp luôn. Chất đũi nó sẽ là cái chất kiểu cái mật. Chất đũi là cái chất mà nó sẽ là vải sợi tự nhiên. Và thêm nữa là cái dòng chất cũng như là cái kết cấu vải của họ thì sẽ thoáng hơn so với những cái sợi vải khác các bác. Ví dụ như là những cái con kiểu như này này. Những con kiểu như này này, nó mang đậm chất thể thao và cái dòng chất nhân tạo rồi, nhưng mà chất đũi thì không. Với chiếc này thì chúng ta sẽ cùng nhau đến một con rất là đẹp luôn. Con này không biết là sinh ra để làm gì, chắc là để chơi bóng rổ bóng chuyền dành cho những bác nào có đô cọt, nhưng mà con này màu đẹp quá, rất là mới luôn. Có thêm một cái túi này.
Nói chung là những cái quần áo mà nó có khóa đồng IKK này, Sành Đồ Si lúc nào cũng tự tin rằng là đây là những con quần rất là ok. Chiếc này chúng ta sẽ cùng nhau đến với mã B440. Quần này bụng sẽ là 84 nhá, tương đương với bác là mặc size 32. Chiều dài chiếc này 59 và ống sẽ là 32 nhá. Con này là chúng ta sẽ mặc theo kiểu rằng là quần áo hơi to các bác nhé. Và chất con này sẽ rất là đẹp này. Chất con này thì quá là đậm chất thể thao luôn, chất rất đẹp luôn, rất là mới, đi biển thì ok. Nếu mà các bác được lựa thêm cho mình chỉ một sản phẩm thôi thì lựa con này đi. Con này đẹp ơi là đẹp luôn đấy, đẹp quá đẹp luôn. Đây, một chiếc ô nhiều màu sắc thì các bác liên hệ với thương hiệu gì chưa? Chính xác, đây là chính là thương hiệu Arnold Palmer này. Bác nào chưa biết thì đây sẽ là một thương hiệu của Mỹ và họ chuyên làm cho cái dòng gold. Các bác nhìn con này kiểu lịch sự mà nó đẹp không? Đẹp, siêu đẹp luôn đấy. Arnold Palmer có 150k mà nó đẹp như thế này luôn. À, thêm một chút nữa là con này các bác ở dưới là nó bắt đầu nó rất là mới, nhưng mà tự dưng thấy ở dưới phát hiện ra là nó có một cái đoạn nó hơ như thế này rồi. Các bác nào chúng ta thay vì nó đẹp thì các bác tạm chấp nhận đi nhá, tạm chấp nhận có một cái lỗi đấy thôi. Còn con này thì bình thường mọi người có thể mặc như thế này hoặc là sắn lên một nước gấu như thế này đều rất là đẹp. Con này các bạn thì có một cái lỗi ở đây hơi thua một tí, còn lại là mọi thứ nó đẹp. Về các bác có thể sửa lại một chút hoặc là lấy cái bật lửa hơ qua một chút là sẽ hết ngay. 150k được, còn quá đẹp luôn. Mã B441, size 31, bụng là 82, chiều dài 57 và ống 24, quá đẹp, Arnold Palmer. Thêm một sản phẩm mà màu của nó là một trong những cái màu Sành Đồ Si không mặc được. Tại vì sao? Nó màu trắng. Và bác nào thật sự phải rất là kỹ càng, cũng như là cái tính cách của các bác là phải cực kỳ cẩn thận mới mặc được cái màu này. Đây sẽ là một chiếc quần đến từ thương hiệu Gu, con này màu trắng. Tại sao Sành Đồ Si nói vậy? Tại vì Sành Đồ Si mặc áo trắng hay là quần trắng bẩn rất nhanh. Không phải là mình không vệ sinh, nhưng mà cái nết của mình chắc là cứ phải bẩn bẩn một tí nó mới chịu được. Nói đùa vậy thôi, bác nào chúng ta thích thì cứ lựa cái mẫu này nha, giá thì rẻ. Đây sẽ là mã B442 này, con quần này bụng sẽ là từ 70 cho 100, ai cũng mặc được. Chiều dài chiếc này 49, ống sẽ là 30. Con này thì bụng chun nhé. Và bên trong này chắc chắn rồi, có dây, bọn Nhật Bản rất hay cho mình cái dây. Sản phẩm tiếp theo chúng ta cùng nhau đến với một con màu đơn giản, dễ mặc. Con này đến từ Fila này, đến thương hiệu Fila này. Màu này thì quá đẹp luôn rồi. Đây sẽ là mã B442. Con quần này bụng sẽ từ 86 cho đến 88 nhé. Tương đương với bác nào mặc dưới size 32 ok. Chiều dài chiếc này 56, ống sẽ là 25 nhé. Ui, con này siêu đẹp luôn đấy. Hôm nay gặp mấy con của Fila liền. Và Sành Đồ Si cam kết rằng mấy sản phẩm mình bán đều là hàng chính hãng nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến một con của Oshin. Oshin này đơn giản là gì? Là quần áo đi biển các bác, không phải nghĩ nhiên gợi nhiều đâu. Quần áo đi biển, chất của nó thì cũng rất là biển, tắm phát lên ngồi một tí gió là khô đấy. Con này mà màu đẹp không ạ? Màu rất là đẹp luôn, thích cái kiểu như này. Con này sẽ là cái chất nylon các bác nhá, hay còn gọi là chất tổng hợp. Đây sẽ là mã B444. Bác nào thích ba con bốn thì luôn mua chiếc này nhá. Bụng sẽ từ là 78 cho đến là 102, nói chung ai cũng mặc vừa. Chiều dài là 53 và ống sẽ là 26. Con này không phải nói gì thêm nhé, quá đẹp, xúc luôn ạ. Thêm một con kaki nữa này các bác ơi, thêm một con kaki nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đến một con của Union. Thêm một con của Union Open Dick này. Con này thì đây, Union Open Dick có cả khuy các thứ luôn. Nhìn nó rất là jean, rất là kaki, nhưng mà chất của nó lại là chất co giãn. Thích mấy con kiểu này. Và cái kiểu kẻ kẻ đen kiểu này nó nhìn nó lịch sự chứ, dễ mặc. Chiếc này chúng ta sẽ đến với mã B445. Với quần này là bụng là 82, tương đương size 31. Hôm nay các bác nào mặc đầu size 30 thì chúng tủ hết. Chiều dài chiếc này sẽ là 59, ống sẽ là 23 nhé. Sản phẩm tiếp theo chúng ta thêm một con của quần chất đũi này. Con này chất đũi. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với con quần này đến từ thương hiệu là Gu nhé. Gu đây là thương hiệu của Nhật Bản, đây là một công ty con của thương hiệu Uniqlo. Với chiếc này thì chất đũi này thì Sành Đồ Si nói qua là màu đẹp, màu rất là đẹp luôn, thích cái kiểu màu này, có dây chun. Và đây sẽ là mã B446. Với con quần này bụng sẽ là từ 30 cho 37, tương đương với là size bụng sẽ là từ 80 cho đến 94. Chiều dài chiếc này 48 và ống sẽ là 25 nhé. Bác nào bình thường mặc tầm size M thì có thể mặc ok con này. Đấy là tính theo size cho bác nào lười đo khoảng cách bụng. Tiếp theo có một con thể thao của Adidas này. Con này cũng đẹp, chả kém gì mấy con khác. Và múc luôn các bác.
họ làm mấy cái tag hay chưa. Với chiếc này chúng ta sẽ thuộc nó thuộc cái dòng Klima. Đúng rồi, con này sẽ thuộc cái dòng là Klima các bác ạ. Với chiếc này chúng ta sẽ có là mã B447 với chiều dài chiếc này là 53, bụng sẽ từ là size 29 đến 39, ai cũng mặc vừa được. Chiều dài 53 nhé, ống là 30. Con này đẹp quá, quá đẹp luôn, đẹp mà còn mới chứ, giá thì đồng giá. Các bạn cứ lựa đi, lựa cho mình vài sản phẩm đi, nhưng mà đừng có chơi kiểu rằng là mình cứ lựa hết xong rồi kiểu hàng đến thì biết rằng là cái bọn này là nó cho mình là đổ trả thoải mái mà, thế thì hàng cứ đến xong rồi kiểu rằng là mình cứ lấy một vài con xong mình giả lại. Nhưng mà đừng như thế, tại vì trong cái thời gian mà các bác lựa những sản phẩm đấy cũng có rất nhiều người, người ta vừa cái size đấy người ta cũng muốn lựa cái đấy, thì các bác chúng ta lưu ý lại cái đoạn này một chút nhé. Thành đồ si rất là thoải mái đổ trả thôi, nhưng mà còn giữ rất nhiều những khách hàng khác họ cũng thích chiếc đấy. Hãy để cho những người họ thật sự thích cái sản phẩm đấy và họ mua được cái sản phẩm đấy thì cái cảm giác của họ sẽ vui hơn rất là nhiều. Tiếp theo chúng ta sẽ có một con của Eddie Bauer này. Eddie Bauer này thì nổi tiếng không ạ? Quá nổi tiếng luôn rồi. Cúc này, hai cúc này, cúc nào cũng có dòng chữ Eddie Bauer. Thành đồ si sẽ để nguyên hiện trạng và không gài lên nữa. Với chiếc này màu bên ngoài cũng rất là nhã nhặn và rất là đẹp. Mã B448 với quần này bụng sẽ là 80, tương đương với size 30, chiều dài 51 và ống là 29. Thành đồ si đã bảo rồi, bác nào hôm nay mặc size đầu 30 thì gần như là trúng mánh rất là lớn. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái sản phẩm đến từ thương hiệu North Face. Thương hiệu The North Face, thương hiệu rất là lớn. Bác nào chuyên leo núi, leo đồi các thứ thì biết thương hiệu này rồi. Khóa này, dưới này này, chi tiết này, rất là cồng kềnh luôn. Một con quần mà quá là thể hiện cái sức bật của The North Face. Con này thì cũng có chất liệu đó là co giãn một chút nhá, kaki nhưng mà co giãn một chút. Với chiếc này chúng ta sẽ có các thông tin như sau. Đầu tiên thì con này sẽ là mã B449 với con quần này size dưới 32 nhá, bụng sẽ từ 70 cho 84, chiều dài là 77, ống sẽ là 18. Con này thì ở dưới này có cái đoạn dính này này. Tức là nếu mà mình đi leo đồi, leo núi, mình đi rừng rậm, mình đi biển hoặc là mình đi vào suối, đi sông các thứ thì đấy, dán cái này vào ôm kín cái bắp chân của mình lại. Tại vì con này nó sẽ mặc quá cái đầu gối, con này sinh ra là để mặc quá cái đầu gối và bo lại cái phần bắp chân của mình. Đó, các bác hình dung ra chưa? Đó, bọn giờ nó về nó làm đồ nó thông minh lắm. Nó làm đồ kiểu nó mang cái tính ứng dụng rất là cao. Đằng sau có hai túi này đựng đồ các thứ, mà có cái nắp đậy này thì rất là an tâm luôn, khỏi phải lo là nó bị mở rơi. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với một vài con túi hộp. Túi hộp thì về đợt này về ít á, nên là các bác chúng ta tranh thủ lựa túi hộp nhé. Túi hộp thì chúng ta sẽ đến một con của Niclau này. Niclau, với con này của Niclau thì Sành Đồ Si thấy cái màu căn bản của nó là cái màu kaki như các bác thấy trên màn hình, và rất nhiều những chi tiết khủng ở trên con này. Khủng ở đâu ạ? Khủng ở những cái nắp đậy này, nắp đậy này và túi hộp màu rất là đẹp. Con quần này sẽ là mã B450 với bụng sẽ là 82 nhé, chiều dài chiếc này 63 và ống là 25, tương đương với size 31. Các bác sẽ mặc ok một con của Niclau màu rất đẹp này, giá có 150k thôi, chưa bao gồm phí ship nhé. Mua 2 chiếc trở lên sẽ được ship, và mua 2 chiếc trở lên chúng ta sẽ được tặng quà. Và quà này thì em Thành nói luôn là quà, chính là vì quà tặng nên là Sành Đồ Si sẽ không kiểm chất lượng ở trên này, các bác cứ tự thoải mái lựa đi ạ. Sản phẩm tiếp theo thì một con rất là đẹp này anh chị này. Con này thì đẹp khỏi phải bàn luôn. Cùng nhau đến với một con quần đến từ thương hiệu TK, bộ Hàn Quốc này, TK. Với chiếc này chúng ta sẽ có cái màu đầu tiên, đó là cái màu xanh lính. Sành Đồ Si thích cái màu này. Thứ hai là con này cũng là kiểu dạng là dòng Kako, và nó là kiểu túi hộp ấy. Túi hộp con này rất là đẹp luôn. Đây, ở dưới này nó nhiều những cái chi tiết loang loang kiểu cái này lắm. Con này bác nào chuyên mấy cái dòng kiểu này nhìn phát là biết nó là kiểu như thế nào luôn. Đấy. Với chiếc này chúng ta sẽ đến với mã B451 với con quần này bụng sẽ là 80, tương đương với size 30, chiều dài là 70 và ống 19. Đã bảo rồi, bác nào hôm nay đầu size 30 là trúng tủ hết. Sản phẩm tiếp theo thì cũng là một trong những cái sản phẩm mà Sành Đồ Si cũng đã cân nhắc rất là nhiều khi mà gửi lên cho quý anh chị. Đó, chúng ta sẽ có một con voi Mammut ở đây. Chính xác, con này thương hiệu của nó tên là thương hiệu Mammut. Và tại sao nó lại là thương hiệu Mammut thì nó liên quan đến một câu chuyện truyền cảm hứng như này. Tức là nó liên quan đến cái sự khám phá và khảo cổ các bác ạ. Khám phá và khảo cổ có nghĩa là sao? Tức là mặc con quần này vào là các bác là gần như là
sẽ đem lại cho các bác một cái cảm giác đó là các bác rất thích đi khám phá thế giới. Với con quần này chúng ta sẽ có hai túi này, hai túi hộp đây, một cái chi tiết như thế này nữa và hai túi ở trên này, quá đẹp luôn. Đằng sau thêm hai túi nữa. Đây là một con túi hộp hoàn hảo cho bác nào chúng ta ưng và vừa size này nhá. Bụng con này sẽ từ 76 cho 94, ai cũng mặc vừa được. Chiều dài 52 và ống sẽ là 26. Con này thì em xanh thấy rằng là bác nào chúng ta cao độ khoảng dưới 1m76 cho đến khoảng 1m70 mấy, khoảng 72-73, mà chúng ta nặng trong khoảng cân nặng từ 60 cho đến khoảng 70, 72 thì 70, 72, 73 thì có thể mặc rất đẹp con này. Đấy là áng chừng thôi nhá, gần như ai cũng có thể mặc được con này. Tại vì con này đẹp nên là Sành Đồ Si sẽ ưu tiên bác nào ta mua nhiều sản phẩm. Sản phẩm tiếp theo chúng ta sẽ đến với mã B453 nhé. Con quần này thì size con này là size to. Nói thẳng luôn, con này là bác nào bình thường mặc hay mặc size to thì mới nên mua con này. Còn lại con này tui nó đẹp thật nhưng mà phải size to. Con này có một cái điều hay này các bác này, tức là con này nó có một chi tiết đây là sắn quần. Đó, sắn ống quần đây. Không thì bình thường các bác để lại như thế này cũng được. Đó. Và ở bên trong chắc chắn rồi họ sẽ cho dây. Bọn Nhật Bản này nó hay thích cho mình dây dựa lắm. Với chiếc này thì chúng ta sẽ đến với mã B453. Con quần này bụng sẽ từ là 96 cho 104. Bác nào mặc size 38, 39, 40, 41, 42 mặc ok con này nhá. Chiều dài chiếc này tức là 81. Sắn ống quần lên thì chiều dài chiếc này chỉ còn là khoảng 70 thôi. Ống chiếc này sẽ là 24 các bác nhá. Con này không có phe này. Bác nào người to đậm đô thì mặc con này cho em. To đậm đô mặc con này. Chất lượng rất là đẹp, siêu bền luôn. Mặc rách trong một tuần Sành Đồ Si đổ cho. Sản phẩm tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với thêm một con của Kako nữa. Con này màu cũng rất là đẹp luôn. Con này nếu mà Sành Đồ Si nhớ không nhầm thì hàng của Uniqlo phải. Chính xác, hàng Uniqlo, nhìn chất là biết ngay. Tắc đen, tắc đen này thông thường là hay đến từ Trung Quốc hoặc là đến từ Nhật Bản. Với chiếc này thì chúng ta cũng có cái phần ống ở dưới này, cũng có phần ống ở đây. Bác nào thích thì chúng ta cũng có thể sắn lên như này, sắn lên y như chiếc lúc này. Đó, thích thì có thể sắn lên như này. Có những cái chi tiết như thế này để các bác có thể tự sắm. Đây, Sành Đồ Si sẽ để nguyên như thế này. Đây sẽ là mã B454. Con quần này bụng sẽ từ là 84 cho 94 nhé. Chiều dài chiếc này là 77, ống sẽ là 22. Bác nào chúng ta thích mấy con mà khỏe khỏe kiểu này thì lựa mấy chiếc như thế này nhé. Rất là đẹp luôn. Size này thì bác nào bụng từ 32 trở lên thì sẽ mặc ok. Và đây là tất cả những mẫu quần ngày hôm nay rồi. Chúng ta sẽ đến một vài những cái mẫu quần tặng bắt đầu từ mã T7. Mã T7 đầu tiên thì một con của thương hiệu là Adidas này. Một con thương hiệu Adidas, con này tặng cho bác nào chúng ta mặc size to này. Một con của Nike chứ. Một con Nike. Đó, con này hơi bị rão cái phần này rồi nhưng mà vẫn có chun buộc. Đấy, bác nào thích thì tặng con này size khá to, size 2XL. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến mã T8. Mã T8 thì một con của Adidas. Con này của Adidas thì có một cái nhược điểm, nó là nhìn nó hơi có một chút lấm tấm ở đây nhưng mà không ảnh hưởng gì nhiều. Con này chất cũng rất là đẹp. Mã T8 bụng 80 cho 104, dài 45 và ống là 31. Tiếp theo thì cũng là một con size to. Con này thì đến với chúng ta từ hiệu Phước Đào của Mỹ này. Với con này thì Thành Đồ Si thấy rằng là chun hơi rã một tí nhưng mà có dây buộc ở đây. Màu con bề bên ngoài cũng rất là mới, chỉ là chun hơi rã thôi, size to mặc vừa nhé. Con này size 2XL. Con này chiều dài 54, bụng là 110. Nếu mà sửa được cái chun này về thì chắc là bụng sẽ về khoảng 88 gì đó. Ống sẽ là 27 nhé. Đây là mã tặng, đây là mã T9 tặng này. T10 tặng sẽ là một con quần đến từ Rocket. Đây, T10 tặng, bụng hơi rã rồi, Sành Đồ Si lười sửa nên là Sành Đồ Si tặng luôn cho bác nào chúng ta mua từ hai sản phẩm trở lên của con Rocket. Con này sẽ là mã T10 size XL, bụng 108 này, chiều dài 52, ống 28. Nói chung là sửa cái chun ở đây thì các bác thích bụng bao nhiêu cũng được, về chất thể thao cũng dễ mà. Thêm một con nữa của Rocket, mã T11 này. Mã T11 này, con này thì đó, con này chất kaki. Nói chung là cũng là bụng của nó hơi ráo và cũng có phần dây này. Bác nào thích thì Sành Đồ Si tặng cho. Size con này cũng khá là to. Bình thường bụng con này là khoảng 100, chiều dài 52 và ống là 26. Và sản phẩm cuối cùng tặng đó chính là mã T12. Một con của Adidas này, một con của Adidas các bác nhé. Con này thì Sành Đồ Si thấy rằng là cái chung bụng hơi ráo. Con này sửa chung bụng nữa là ok, về các bác tự sửa. Một con Adidas chất lượng rất là đẹp. Đây, cái chất nó đẹp như thế này mà tặng cho các bác nào mua thử hai sản phẩm trở lên. Và cái dòng chữ Klimalit đằng sau này thì nó cũng hơi ba bay rồi, nhưng mà Sành Đồ Si cũng thấy rằng là không ảnh hưởng quá nhiều. Đây là
2466 cái mã tặng này là tặng cho bác nào mua từ 2 sản phẩm trở lên nhé. Các bác nhanh tay thì sẽ được. Và rất là cảm ơn các bác đã theo dõi một cái clip dài ngoằng như thế này. Chúc các bác là sẽ có buổi tối vui vẻ bên người thân và gia đình. Xanh Đồ Si xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo. Nhớ rằng là đăng ký kênh để và bấm thêm nút chuông thông báo. Mỗi lần Xanh Đồ Si ra clip mới sẽ chủ động thông báo đến cho quý anh chị. Và thêm một điều nữa, chốt đơn tại Zalo 0377073978. Xin chào và hẹn gặp lại.